À, chúng ta đang ở những ngày đầu của mùa đông nhưng mà có lẽ là sẽ chưa ai cảm nhận thấy cái cảm giác rét mướt như thế nào. Dù đã vào mùa đông nhưng mà ở miền Bắc thì chúng ta vẫn duy trì tình trạng nắng gắt và rục da, khiến chúng ta có cảm giác như mình đang sống giữa mùa hè vậy. Thậm chí là còn có thông tin cho rằng là mùa đông năm nay sẽ không lạnh bằng mọi năm. Vâng, vậy thực hư của câu chuyện này như thế nào thì chiều nay khi mà trao đổi với phóng viên của Chào Buổi Tối, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khẳng định đây không phải là dấu hiệu bất thường về thời tiết. Theo lý giải của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa đông 2018-2019 bắt đầu sớm với đợt gió mùa đầu tiên xảy ra vào những ngày đầu tháng 9 năm 2018. Tuy nhiên, trong thời gian đầu mùa, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta có tần suất không cao, khoảng từ 7 đến 10 ngày mới có một đợt. Cùng với đó, trong thời gian đầu mùa xen kẽ giữa các đợt không khí lạnh là những đợt nắng ấm. Những ngày qua, vùng áp thấp phía Tây và không khí lạnh lấn sâu xuống phía Nam gây mưa cho miền Trung khi kết hợp địa hình dãy Trường Sơn. Còn miền Bắc do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô nên trời khô ráo. Cơ quan khí tượng cũng khẳng định những ngày nắng nóng ở miền Bắc sẽ sớm chấm dứt khi toàn vùng đón các đợt không khí lạnh liên tiếp trong những ngày tới. Và đặc biệt từ nay cho đến cuối tháng 12, Bắc Bộ còn phải đón thêm từ 4 đến 5 đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại. Tuy nhiên, hiện tượng băng giá sương muối chỉ xuất hiện ở những ngày cuối tháng 12 năm 2018.